Nga tiến quân nhanh tại miền đông Ukraine. 50.000 quân Nga bao vây Ukraine tại Kursk. Triển vọng thỏa thuận ngừng bắn ở Liban. Tổng thống đắc cử Mỹ chuẩn bị kế hoạch hành động về năng lượng. Chìm tàu du lịch ở Biển Đỏ, hàng chục người mất tích. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế, được phát sóng trên kênh YouTube VNews truyền hình thông tấn. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Cập nhật diễn biến mới nhất về tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, The Kiev Independent ngày 25 tháng 11 đưa tin, người phát ngôn Bộ Chỉ huy miền Nam của quân đội Ukraine Vladislav Volosin cho biết lực lượng Nga đang chuẩn bị cho một chiến dịch tiến công tại miền Nam tỉnh Donetsk nhằm xuyên thủng phòng tuyến của Kiev. Ông Volosin dự báo cuộc tiến công nhiều khả năng tập trung quanh Velika Novosinka, một trong những khu định cư lớn nhất tại khu vực. Quân đội Nga hôm tuyên bố đã mở rộng vùng kiểm soát thêm 8 km2 chỉ trong một ngày trong lúc tiến về khu định cư nói trên. Về phía Nga, trang thông tấn TASS dẫn lời nguồn tin an ninh giấu tên Nga cho biết một số đơn vị phòng thủ của quân đội Ukraine đã được điều khỏi khu vực trung tâm thành phố Kharkov thuộc tỉnh Donetsk. Nguồn tin giấu tên cho biết những dữ liệu được chúng tôi thu thập cho thấy phía đối phương đã cho lui một phần lực lượng của họ khỏi khu vực đô thị phát triển ở trung tâm Kharkov, nơi có những tòa nhà cao tầng. Quân Ukraine đang chia thành nhiều nhóm nhỏ để di chuyển về nhà máy sản xuất ống thép, nơi họ thiết lập nhiều vị trí phòng thủ. Cũng theo nguồn tin này, phía Ukraine cũng đang cho rút một phần binh sĩ khỏi Kharkov thông qua một con đường ở phía tây thành phố này. Theo bản đồ cập nhật tình hình Kharkov được trang Deep State của Ukraine công bố hôm 26 tháng 11, thì quân Nga đã thiết lập một mũi tấn công thọc sâu qua nhiều dãy phố ở trung tâm Kharkov. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Zelensky đầu tháng này cũng thừa nhận đây là một trong những đợt tiến công mạnh nhất của Nga từ đầu chiến sự. Từ mặt trận Kursk, các báo cáo về việc 50.000 binh sĩ bao gồm cả lực lượng của bên thứ ba đã được Nga triển khai từ Kursk đã đẩy lùi cuộc chiến tại mặt trận này trở nên căng thẳng trong tháng qua. Sau nhiều tháng chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Nga nhờ một cuộc tấn công xuyên biên giới hồi tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Ukraine đang giao tranh với lực lượng 50.000 quân do Nga tập hợp ở tỉnh biên giới Kursk. Mặc dù quân đội Ukraine đã thành công trong việc tiến vào các vị trí sâu trong lãnh thổ Nga, song cuộc tấn công tại Kursk đã nhận được phản ứng trái chiều từ các nhà phân tích. Một số người đặt câu hỏi về sự khôn ngoan khi chính quyền Kiev rút lực lượng phòng thủ quan trọng khỏi cuộc chiến ở khu vực Donbass phía đông Ukraine, nơi quân đội Nga đã đạt được những bước tiến ổn định và vững chắc trong nhiều tháng. Hơn 120.000 cư dân Kursk đã phải di rời sau khi quân đội Kiev vượt qua biên giới phía tây của Nga vào tháng 8. Cuộc tấn công này gây sốc cho hầu hết mọi người khi lực lượng Ukraine chiếm giữ một số ngôi làng và bắt giữ hàng trăm tù nhân trong cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ của Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, mới đây, báo Euronews dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Ukraine cho biết hơn 40% diện tích đất bị lực lượng Kiev chiếm giữ tại tỉnh Kursk đã bị quân đội Nga giành lại. Vào thời điểm cao trào của cuộc tấn công, Ukraine được cho là đã kiểm soát tới 1.376 km2. Các nguồn tin trong quân đội Kiev cho biết hiện con số này đã giảm xuống còn 800 km2. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bình luận về tình hình trong khu vực, nói rằng mục tiêu của Tổng thống Nga Vladimir Putin là đẩy hoàn toàn quân đội Ukraine ra khỏi khu vực Kursk trước ngày 20 tháng 1 năm 2025. Trong khi đó, Nga được cho là đã cách chức một chỉ huy cấp cao vì đưa ra những tuyên bố sai sự thật về tiến trình của cuộc chiến ở một số khu vực miền đông Ukraine. Theo các blogger, đại tá Gennady Anaskin, chỉ huy của nhóm lực lượng phía Nam, đã bị cách chức sau khi cung cấp thông tin sai lệch về tiến trình của quân Nga gần khu định cư Siversk ở khu vực phía đông Donetsk. Hãng tin truyền thông Nga RBC đưa tin về việc ông Anaskin bị cách chức, trích dẫn các nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông bị cách chức như một phần của đợt luân chuyển đã được lên kế hoạch, chưa có xác định chính thức nào từ các quan chức Nga. Theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, lực lượng nước này đang phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở tiền tuyến. Tuy nhiên, tiến trình diễn ra chậm hơn ở một số khu vực. Một số blogger tuyên bố rằng các báo cáo sai sự thật do một số chỉ huy đưa ra về tình hình trên thực địa dẫn đến tổn thất nặng nề cho các đơn vị của Nga. Các blogger quân sự đã trở thành nguồn thông tin quan trọng kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nhiều người có nguồn tin sâu trong lực lượng vũ trang của nhà nước hoặc trong số những người ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.
Trong khi đó, cựu Thủ tướng Nga ông Dmitry Medvedev cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã thể hiện rõ quan điểm của mình khi phê duyệt các nền tảng mới về răn đe hạt nhân. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Arabiya, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga ông Dmitry Medvedev tuyên bố việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ. Có thể, cựu Thủ tướng Medvedev tuyên bố tất cả những gì đang xảy ra đều vượt qua bất kỳ ranh giới đỏ nào. Ông Medvedev cho biết thêm, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã thể hiện rõ quan điểm của mình khi phê duyệt các nền tảng mới về răn đe hạt nhân. Trước đó, trong ngày 25 tháng 11, điều phối viên liên lạc chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby, tuyên bố Ukraine được phép tấn công tỉnh Kursk và vùng lãnh thổ gần tỉnh này bằng tên lửa ATACMS tầm xa của Mỹ. Chuyển sang tin tức về xung đột kéo dài ở các quốc gia Trung Đông, những trận mưa như chút nước qua đêm đã làm ngập các lều trại của người di tản tại Gaza và ở một số nơi, dòng nước mạnh còn cuốn trôi đi cả nơi trú ẩn bằng nhựa và vải. Một số người đã cố gắng đào rãnh để thoát nước ra khỏi lều trại của họ. Cư dân di rời từ Jabalia phía bắc Gaza chia sẻ với Al Jazeera rằng chúng tôi rời khỏi miền Bắc và sống sót sau các vụ đánh bom. Chúng tôi sơ tán sau cuộc bao vây, nhưng giờ thì mưa và giá lạnh đang giết chết chúng tôi. Tôi đã ốm 3 ngày rồi. Nhiều lều được sử dụng trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột tại Gaza hiện đã cũ và không còn khả năng bảo vệ người dân. Giá của những chiếc lều mới và tấm phủ bằng nhựa cũng tăng vọt, vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình. Ngày 25 tháng 11, văn phòng truyền thông của chính quyền Gaza cho biết khoảng 10.000 chiếc lều đã bị cuốn trôi hoặc bị hư hỏng do mưa lớn, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ để cung cấp lều cho các gia đình phải di rời, giúp họ che chắn khỏi mưa và giá lạnh. Cũng theo đánh giá ban đầu, 81% lều của những người phải di rời không còn sử dụng được nữa. Trong số 135.000 lều, 110.000 lều cần được thay thế gấp. Đáng chú ý, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine đã cảnh báo rằng nửa triệu người dân trên khắp Gaza đang phải đối mặt với rủi ro ngập lụt. Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine đăng trên mạng xã hội X, tình hình sẽ chỉ tồi tệ hơn với mỗi giọt mưa, mỗi quả bom, mỗi cuộc tấn công. Trong bối cảnh Gaza đang ở trong tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, thì những vụ cướp bạo lực của các băng nhóm tội phạm cũng là trở ngại chính đối với việc phân phối hàng tiếp tế ở miền Nam giải đất này. Vào ngày 16 tháng 11, tội phạm đã cướp gần 100 xe tải của Liên Hợp Quốc, làm bị thương nhiều tài xế người Palestine. Hamas gần đây đã tái kích hoạt lực lượng an ninh đặc biệt để chống trộm cắp và cướp bóc ở Gaza. Trong 6 tuần qua, giới chức Israel đã cấm nhập khẩu thương mại vào Gaza với lập luận rằng điều này mang lại lợi ích cho Hamas. Diễn biến này càng khiến cho thực phẩm tại Gaza khan hiếm, kéo theo gia tăng cướp bóc. Nhiều hàng hóa được tổ chức quốc tế ủng hộ, theo kế hoạch sẽ phát miễn phí cho người dân Gaza lại bị ăn trộm và bán với giá cao ngất ngưởng trong các khu chợ đen. Truyền thông Israel ngày 25 tháng 11 đưa tin Tel Aviv đã tạm thời chấp nhận các điểm chính trong lệnh ngừng bắn tại Liban và đồng ý về mặt nguyên tắc đối với thỏa thuận do Mỹ hậu thuẫn, mở ra một tia hy vọng mới nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah trên mảnh đất nóng bỏng này. Theo tờ Haaretz, đề xuất ngừng bắn mà phía Israel tạm thời chấp nhận gồm 3 giai đoạn, bao gồm việc Hezbollah rút lực lượng khỏi phía bắc sông Litani, quân đội Israel rời khỏi phía nam Liban và cuối cùng là đàm phán giữa Israel và Liban về cột mốc tại khu vực biên giới. Bên cạnh đó, một tổ chức quốc tế do Mỹ dẫn đầu sẽ nhận nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn. Kênh tin tức Khan cũng đưa tin rằng Israel đã đồng ý về mặt nguyên tắc đối với thỏa thuận ngừng bắn ở Liban do Mỹ hậu thuẫn, nhấn mạnh rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu hiện đang cân nhắc cách công bố thỏa thuận này ra công chúng, với giả định thỏa thuận sẽ được Hezbollah chấp thuận. Trước đó, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố nhóm này sẽ xem xét đề xuất ngừng bắn và gửi lại phản hồi. Những thông tin này được đưa vào thời điểm mảnh đất Liban đang oằn mình hứng chịu những đòn tấn công liên tiếp của Israel. Kể từ khi xung đột giữa Hezbollah và Israel leo thang hồi cuối tháng 9 vừa qua, với việc Tel Aviv phát động cuộc tấn công lớn nhằm vào phong trào Hezbollah liên quan tới vụ đụng độ ở biên giới. Trong diễn biến mới nhất, ngày 24 tháng 11, phía Israel xác nhận lực lượng Hezbollah đã phóng hàng loạt rocket phá hủy nhiều ngôi nhà gần thủ đô Tel Aviv. Cụ thể, lực lượng phòng vệ Israel cho biết Hezbollah đã bắn khoảng 250 quả rocket vào nhiều địa điểm ở khu vực Petah Tikva phía đông Tel Aviv, khiến ít nhất 4 người bị thương và nhiều ngôi nhà bốc cháy, đổ nát. Không ngần ngại, lực lượng Hezbollah lập tức lên tiếng xác nhận đã phóng rocket trong ngày 24 tháng 11 vào hai địa điểm quân sự ở Tel Aviv và các vùng lân cận. Vừa qua, đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chuẩn bị một kế hoạch quy mô lớn để triển khai trong những ngày đầu tiên sau khi ông nhậm chức, trong đó phê duyệt giấy phép xuất khẩu cho các dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng và tăng cường khoan dầu ngoài khơi bờ biển của Mỹ và trên các vùng đất liên bang. Đây là động thái nhằm thực hiện các cam kết của ông Trump trong chiến dịch tranh cử. Những kế hoạch công bố danh sách những hành động cụ thể ngay từ ngày đầu tiên nắm quyền sẽ đảm bảo rằng việc khai thác dầu khí sẽ cùng với vấn đề nhập cư là một trụ cột trong chương trình nghị sự trong giai đoạn đầu của ông Trump.
Ưu tiên hàng đầu của ông Trump sẽ là dỡ bỏ lệnh tạm dừng cấp giấy phép xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng mới mà ông Biden ban hành trong năm diễn ra bầu cử và nhanh chóng phê duyệt các giấy phép đang chờ xử lý. Tổng thống Biden đã ban hành lệnh tạm dừng cấp giấy phép xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng tháng 1 năm 2024 với lý do đánh giá lại tác động về môi trường nếu không có giấy phép xuất khẩu. Các nhà phát triển không thể tiếp tục kế hoạch xây dựng những dự án mới trong nhiều năm. Ông Trump cũng sẽ tìm cách phê duyệt dự án đường ống Keystone, đường ống vận chuyển dầu thô của Canada đến Mỹ. Đường ống vận chuyển dầu thô của Canada đến Mỹ này từng là điểm nóng về môi trường và đã bị dừng sau khi ông Biden hủy một giấy phép quan trọng ngay ngày đầu tiên nhậm chức. Tuy nhiên, bất kỳ công ty nào muốn xây dựng đường ống trị giá hàng tỷ đô la Mỹ này sẽ cần phải bắt đầu lại từ đầu vì quyền sử dụng đất đã được trả lại cho chủ đất. Tổng thống đắc cử cũng sẽ kêu gọi Quốc hội cấp thêm kinh phí để bổ sung dự trữ dầu mỏ chiến lược vốn đã bị giảm dưới thời ông Biden nhằm kiểm soát giá dầu tăng vọt trong bối cảnh xung đột tại Ukraine và lạm phát trong giai đoạn bùng phát đại dịch. Việc bổ sung dự trữ cũng thúc đẩy nhu cầu dầu ngắn hạn và khuyến khích sản xuất tại Mỹ. Đảng Dân Chủ Mỹ ngày hôm qua đã ấn định thời điểm bầu lãnh đạo mới vào tháng 2 năm sau, và đây sẽ là điểm khởi đầu quan trọng của đảng này sau thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Theo thông báo của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ, bắt đầu từ tháng 1 năm sau, Đảng Dân Chủ sẽ tổ chức 4 diễn đàn về việc bầu lãnh đạo mới theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Dự kiến, ngày bầu cử chính thức sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 2 năm 2025. Ngoài vị trí chủ tịch, đảng cũng sẽ bầu các vị trí quan trọng khác như phó chủ tịch, thủ quỹ và thư ký. Thông báo nhấn mạnh Đảng Dân Chủ cam kết sẽ tiến hành một cuộc bầu cử minh bạch, công bằng và vô tư, mở đường cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo dẫn dắt đảng tiến lên phía trước. Dự kiến, các thành viên của Ủy ban Quy định và Điều lệ sẽ nhóm họp vào ngày 12 tháng 12 để xác lập quy tắc cho các cuộc bầu cử sắp tới, đặc biệt là điều kiện ứng cử. Hiện có hai chính khách tuyên bố sẽ tranh cử là ông Ken Martin, phó chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ, và ông Martin O'Malley, cựu thống đốc bang Maryland và là ủy viên của cơ quan an sinh xã hội. Thưa quý vị, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 11, Mỹ và Philippines đã có những bước tiến đáng kể trong việc tăng cường quan hệ quốc phòng thông qua một loạt sự kiện quan trọng. Chuỗi các thỏa thuận gần đây giữa Mỹ và Philippines cho thấy nỗ lực từ cả hai chính phủ nhằm nhanh chóng mở rộng hợp tác quốc phòng và củng cố liên minh trước khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống vào tháng 1 năm 2025. Ngày 18 tháng 11, hai nước ký kết thỏa thuận an ninh thông tin quân sự tổng quát, mở rộng đáng kể các cơ chế trao đổi thông tin mật an toàn và tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến của Mỹ. Cùng ngày, trung tâm điều phối chung được khánh thành tại Manila, hỗ trợ phối hợp hoạt động, chia sẻ tình báo và lập kế hoạch nhiệm vụ chung theo thời gian thực giữa quân đội hai nước. Tiếp đó, ngày 19 tháng 11, Mỹ tuyên bố cung cấp cho Hải quân Philippines một số lượng không xác định các tàu mặt nước không người lái. Cuối cùng, hai nước thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm Aegean, một đơn vị quân đội Mỹ hỗ trợ Philippines trong việc thu thập tình báo, giám sát và trinh sát tại Biển Đông. Những phát triển này diễn ra trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào tháng 1 năm 2025 và cuộc bầu cử giữa kỳ của Philippines vào tháng 5 năm 2025. Cả hai sự kiện đều có thể dẫn đến những thay đổi chính sách làm suy yếu quan hệ giữa hai nước. Tổng thống Biden đang tận dụng những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ để củng cố các lợi ích đạt được trong liên minh với Philippines, quốc gia đóng vai trò quan trọng trong chiến lược khu vực. Về phía Philippines, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cũng chịu áp lực phải tăng cường năng lực quân sự của nước này trước các mối đe dọa tiềm tàng từ các nước không thân thiện. Tuy nhiên, cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 5 năm 2025 có thể làm gián đoạn chính sách đối ngoại của Marcos khi phe đối lập lập luận rằng sự hợp tác quốc phòng với Mỹ làm gia tăng nguy cơ xung đột với nước khác. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, theo truyền thông Ai Cập, sự cố chìm tàu du lịch Sea Story trùng với tình hình thời tiết không ổn định ở nước này, cơ quan khí tượng Ai Cập trước đó dự báo có nhiễu động ở Biển Đỏ và Địa Trung Hải. The Guardian hôm 25 tháng 11 dẫn các nguồn tin cho biết, nhà chức trách Ai Cập đã giải cứu được 28 người sau khi một tàu du lịch bị chìm ở ngoài khơi Biển Đỏ thuộc phía nam thành phố du lịch Marsa Alam của nước này. Theo Thiếu tướng Am Hanafi, thống đốc tỉnh Biển Đỏ của Ai Cập, các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được tiến hành để xác định vị trí của 17 người vẫn còn mất tích. Thiếu tướng Am Hanafi cho biết hiện tại các tàu khu trục của lực lượng Hải quân Ai Cập và các máy bay quân sự đang tích cực tuần tra và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực tàu chìm, cùng với sự phối hợp của Trung tâm Cứu hộ Hàng hải và Cơ quan chức năng tỉnh Biển Đỏ. Được biết, tàu du lịch Sea Story khởi hành từ bến du thuyền Porto Galip Marina, thành phố Marsa Alam hôm 24 tháng 11, đưa du khách tham gia chuyến lặn biển kéo dài nhiều ngày trên Biển Đỏ và dự kiến cập bến Hurghada Marina vào ngày 29 tháng 11. Tuy nhiên, tàu đã gửi tín hiệu cấp cứu vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 11 theo giờ địa phương.
Tại thời điểm gặp nạn, trên tàu có 45 người, gồm 31 khách du lịch thuộc nhiều quốc tịch khác nhau và 14 thủy thủ. Cơ quan khí tượng Ai Cập đã dự báo rằng thời tiết sẽ bất thường với biển động mạnh ở Địa Trung Hải và Biển Đỏ, đồng thời khuyến cáo đình chỉ tất cả các hoạt động hàng hải vào các ngày 24 đến 25 tháng 11. Độ cao sóng được dự báo đạt 4 đến 6 mét ở Địa Trung Hải và 3 đến 4 mét ở Biển Đỏ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến tàu du lịch 4 tầng này bị chìm. Tuy nhiên, theo một người quản lý khu nghỉ dưỡng lặn gần nơi cứu hộ, một thành viên thủy thủ đoàn sống sót cho biết họ bị sóng lớn đánh trúng giữa đêm khiến con tàu bị lật nghiêng. Thưa quý vị, ít nhất một người tử nạn và 3 người khác bị thương trong vụ rơi máy bay chở hàng gần sân bay Vilnius của Litva vào sáng ngày 25 tháng 11. Một phát ngôn viên của Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva cho biết chiếc máy bay Boeing 737-400 do hãng hàng không Swissair của Tây Ban Nha khai thác cho công ty DHL Đức đã khởi hành từ thành phố Leipzig. Đến Litva. Trong lúc chuẩn bị hạ cánh vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 11 theo giờ GMT, máy bay đã lao xuống đất rồi bốc cháy. Renastat Bozela, người đứng đầu đơn vị cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp cho hay, đồng thời nói thêm rằng một trong số 4 thành viên phi hành đoàn đã tử vong. Máy bay dự kiến hạ cánh xuống sân bay Vilnius và bị rơi cách đó vài km. Đoạn video được camera an ninh gần đó ghi lại xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy máy bay đang hạ độ cao để hạ cánh trước khi khuất khỏi tầm nhìn phía sau một tòa nhà. Vài phút sau có thể thấy một vụn vụ là những đám khói đen. Cảnh sát đã sơ tán 12 người khỏi ngôi nhà bị cháy sau vụ tai nạn. 3 thành viên phi hành đoàn, bao gồm một người Đức, một người Litva và một người Tây Ban Nha, vẫn đang ở trong bệnh viện. CNN đưa tin, trích dẫn từ Cục Cứu hỏa và Cứu hộ Litva, không có báo cáo thương vong về người trên mặt đất. Dịch vụ cứu hộ của Litva cho biết máy bay đã lao xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Lính cứu hỏa đã phun nước vào tòa nhà bị cháy cách đường băng sân bay khoảng 1,3 km về phía bắc. Các con phố gần đó đã được phong tỏa. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ngày càng xuất hiện nhiều quan ngại về khả năng xảy ra một cuộc chiến thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump lên nắm quyền. Trước tình hình trên, giới chức Trung Quốc hôm qua cảnh báo cả hai nước đều sẽ không được hưởng lợi nếu viễn cảnh trên xảy ra. Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ khẳng định hợp tác kinh tế và thương mại về cơ bản sẽ có lợi cho cả hai bên, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực của Bắc Kinh trong cuộc chiến chống ma túy theo thỏa thuận nhất trí giữa lãnh đạo hai nước hồi năm ngoái. Tuyên bố trên được cho là có liên quan đến phát biểu trước đó của ông Trump về việc sẽ áp thêm 10% thuế đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc ngay sau khi ông lên nắm quyền, dự kiến vào ngày 20 tháng 1 năm sau. Ông Trump cho rằng Bắc Kinh cần siết chặt kiểm soát các loại hóa chất, đặc biệt là những loại dùng để sản xuất fentanyl. Cùng ngày, đại sứ Trung Quốc tại Australia cũng bày tỏ quan ngại về chính sách thương mại của chính quyền mới tại Mỹ đối với Trung Quốc và các quốc gia khác. Chính sách thương mại của Mỹ với Trung Quốc và các quốc gia khác sẽ gây ra tác động và là yếu tố quan trọng khiến Trung Quốc và Australia phải cân nhắc. Điều đầu tiên và quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm là tiếp tục mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau thúc đẩy thương mại toàn cầu. Nguy cơ căng thẳng thương mại gia tăng sau tuyên bố của ông Trump áp thuế các mặt hàng của Canada, Mexico và Trung Quốc khiến thị trường toàn cầu chao đảo, đặc biệt là tại châu Á. Ngày 26 tháng 11, Google và Meta đã kêu gọi chính phủ Australia hoãn dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng hầu hết các nền tảng mạng xã hội. Hai tập đoàn công nghệ lớn này cho rằng là cần thêm thời gian để đánh giá tác động của dự luật. Lời kêu gọi được đưa ra chỉ 2 ngày trước thời điểm chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese dự định thông qua dự luật. Google và Meta cho rằng chính phủ Australia nên đợi tới khi có kết quả thử nghiệm về hệ thống xác minh độ tuổi người sử dụng mạng xã hội rồi mới thông qua dự luật trên. Hệ thống xác minh độ tuổi bao gồm sinh trắc học hoặc thông tin định danh của chính phủ nhằm đảm bảo giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em. Theo lập luận của Meta, khi chưa có kết quả thử nghiệm trên, dự luật sẽ thiếu tính thuyết phục và hiệu quả. Thêm vào đó, các nền tảng mạng xã hội và cả người dân Australia sẽ không hiểu đầy đủ được tầm quan trọng của việc giới hạn độ tuổi cũng như tác động từ biện pháp này. Hiện đã có một số quốc gia cam kết xây dựng luật ngăn trẻ em dùng mạng xã hội, nhưng kế hoạch của chính phủ Australia được xem là nghiêm ngặt nhất. Nếu dự luật được ban hành, các công ty truyền thông xã hội có một năm để đưa vào triển khai và nếu vi phạm sẽ bị phạt lên tới 32 triệu đô la Mỹ.
Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất phần cứng để phục vụ cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, thì tập đoàn NVIDIA cũng đang lấn sân sang lĩnh vực phần mềm với việc giới thiệu mô hình AI có tên gọi là Fugato, có khả năng sáng tạo âm nhạc cũng như là thay đổi và biến tấu âm thanh. You can guide Fugato. Theo giới thiệu của NVIDIA, Fugato được huấn luyện dựa trên nguồn dữ liệu mở, với điểm nhấn là khả năng tạo ra những hiệu ứng âm thanh độc đáo dựa trên văn bản mô tả. Mô hình AI này có thể lồng thêm tiếng hát đầy cảm xúc cho giai điệu piano, thay đổi giọng nói trong một bản thu âm, hoặc thậm chí thay đổi âm giọng từ vui vẻ, buồn bã đến phấn khích. Dù được xem là một đột phá trong lĩnh vực âm nhạc và âm thanh, nhưng giới chuyên gia đánh giá Fugato vẫn tiềm ẩn một số rủi ro nhất định liên quan tới vi phạm bản quyền hoặc thông tin sai lệch. Bản thân NVIDIA cũng thừa nhận về những quan ngại này và vẫn đang đánh giá về khả năng cũng như cách thức phát hành mô hình AI này. Hiện các mô hình AI về âm thanh và video đã và đang được phát triển bởi nhiều hãng công nghệ. Ngoài NVIDIA, OpenAI và Meta cũng đang nghiên cứu các mô hình tương tự, song chưa bên nào công bố thời gian phát hành cụ thể. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.